Đi thắng kính chào quý khán giả của người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ sáu ngày mùng 3 tháng 6 năm 2016. Trước hết là hai cái breaking news của đây, CNN. Breaking news đầu tiên đó là đã có thêm 100 thuyền nhân nữa vượt biên và bị chìm ở ngoài khơi của Libya. Một cả 100 thuyền nhân này bị thiệt mạng và lực lượng an ninh tại đây đã vớt được một thứ hai những người xấu số này. Tính cho tới thời điểm này thì 6 tháng vừa qua À, thưa quý vị, tổng số thuyền nhân mà đã trốn chạy các quốc gia, đặc biệt là Libya để tìm đời sống tại các nước Âu Châu lên tới 40.000 người Một tin khác là lực lượng quân sự của Iraq vẫn tiếp tục những cuộc tấn công nhằm tái chiếm thị trấn Fallujah là nơi mà bị nhà nước Hồi giáo khủng bố chiếm đóng từ năm 2014 cho tới nay Và thưa quý vị, đã có 50.000 thường dân bị quân ISIS đưa ra làm một cái khiên chống đạn cản trở bước tiến của quân đội Iraq. Thưa quý vị, lụt lội vẫn tiếp tục uh, tại thủ đô Paris và nhiều thành phố khác cũng như là nhiều nước tại Âu Châu. Tin của hãng thông tấn AP sáng nay cho biết là có ít nhất là 11 người đã thiệt mạng trong tuần qua. Có 10 người tại nước uh, Đức ở phía miền Nam và có một người tại nước Pháp. Hàng ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa của họ di tản về nơi an toàn tại Pháp và Đức khi mà các cơn bão di chuyển chậm đã gây ra các trận mưa kỷ lục và lụt lội. Hình ảnh trên các đài truyền hình cho thấy rằng dân chúng nên đứng trên một cái cầu bắc ngang qua sông Sen và người ta thấy rằng nước đã dâng lên cao ngang vai của một cái bức tượng đặt ở dưới sông. Dự đoán là sẽ vẫn tiếp tục mưa lớn trong mấy ngày cuối tuần này ở một loạt các quốc gia Âu Châu, trong đó có nước Pháp và kéo dài tới Ukraine. Lũ lụt đã quét qua các thành phố, phá hủy hệ thống đường xá cũng như nhà của dân chúng tại Pháp thì nhân viên cứu trợ đã phải thực hiện 8.000 vụ cấp cứu tại thủ đô Paris thì tình trạng lụt lội trầm trọng chưa từng thấy từ năm 1910 cho tới nay khiến đường xá phải đóng cửa. Tin mới nhất chưa biết là điện Louvre là một bảo tàng viện nổi tiếng trên thế giới cũng đóng cửa không tiếp du khách và toàn bộ khu vực chung quanh Eiffel cũng đã bị cấm du khách không đến được. Tình trạng báo động đã được công bố một số nơi. Tại hai quốc gia nước Đức và nước Pháp, à, hiện nay thì uh, riêng cái thị trấn tên là Basso ở tỉnh Bavaria của nước Đức đã bị lụt lội ở tình trạng nghiêm trọng và thị trấn này đã bị lụt uh, nhận chìm cách đây 3 năm. Các nhà tiên đoán thời tiết cho biết là trong những ngày sắp tới, mưa và lụt vẫn còn tiếp tục tại Âu Châu. Cũng liên quan đến lụt lội nhưng mà tại Houston, Texas của Hoa Kỳ. À, có 3 binh sĩ thiệt mạng và 6 binh sĩ khác bị mất tích hôm thứ Năm sau khi một xe tải chở quân đội bị nước cuốn lật nhào ở Fort Hood, Texas. Tuy nhiên, một bản tin mới nhất của CNN thì nói rằng dường như số tử vong của các binh sĩ tại Fort Hood đã lên tới 5 người. Sự kiện này xảy ra vào lúc 11 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua tại khu vực Cold Spring và Old Creek, Quân đội đã huy động máy bay cho đánh hơi và xuống cấp cứu cũng như là xe tải hạng nặng trong việc tìm kiếm 6 quân nhân vẫn hiện còn trong tình trạng bị mất tích. Trong tuần qua thì nhiều nơi ở Texas đã bị ngập lụt do mưa lớn. Nhiều cơn bão khác còn đang tiếp tục kéo đến và có thể chút thêm 10 inch nước mưa nữa làm cho tình trạng ngập lụt do bờ sông tràn bờ còn tệ hại thêm. Một phân nửa của toàn tiểu bang Texas đang trong tình trạng báo động lụt lội gồm có Fort Bend County, vùng Tây Nam của thành phố Houston là nơi có đông đảo cộng đồng Việt Nam sinh sống, nơi có khoảng 1.400 căn nhà đang bị nước của dòng sông Brazo River dâng cao do mưa xối xả liên tục từ một tuần lễ vừa qua. Nước sông dâng cao lên tới 54 feet tại Fort Bend County, tức là 4 phút cao hơn kỷ lục vào năm 1994, khiến nước tràn vào những vùng nước trước đây chưa hề bị lập lụi ngập lụt bao giờ các giới chức địa phương nói rằng theo, cơn mưa tiếp tục thì sẽ khiến cho mức sông tại Brazil có thể lên tới 56 feet. Thưa quý vị ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa à, chắc chắn sẽ được đảng đề cử ra làm ứng viên tổng thống đang bị à, liên quan đến một cái vụ kiện và báo chí gọi là một vụ lừa đảo. À, ông Donald Trump đã thành lập một cái trường đại học mang tên ông tức là University Trump vào năm 2004 nhưng mà đóng cửa năm 2010. Đây là một cái trường mà được mô tả là để dạy về những cái kỹ thuật và cái cách thức để có thể thành công trong thương trường và giàu như ông Trump. Một số cựu sinh viên trường này hiện nay đang nộp đơn kiện ông Trump với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Tin của đài FI bên Pháp cũng như là tin của các hãng thông tấn bên Mỹ cho biết là để ghi danh học tại trường Đại học Trump thì cần phải chi một khoản tiền từ 20 cho đến 30 ngàn đô la. Và ban giáo học của nhà trường hứa hẹn là sẽ dạy học sinh tất cả những bí mật để làm cách nào họ thành công mà có một khối tài sản vài tỷ mỹ kim như ông Trâm. Thế nhưng thực tế là những nhóm cựu sinh viên nộp đơn kiện nói rằng cái trường này là một trò lừa đảo bởi vì chi phí quá cao mà chỉ có những khóa học và hội thảo nhạt nhẽo không có nội dung gì cả. Còn giảng viên thì không có trình độ. À, người ta đã tìm ra được những bằng chứng do các cựu sinh viên của trường cung cấp cho thấy rằng việc tuyển dụng đã được chỉ thị rất rõ ràng trên giấy tờ là bằng mọi cách phải thu hút sinh viên ghi danh học, đầy sinh viên ở mọi uh, lớp tuổi rơi vào cảnh mắc nợ mà không hề chú ý đến điều kiện tài chính của họ. Và hiện nay nhiều sinh viên uh, tốt nghiệp trường này ra uh, đang trong tình trạng khốn khó. Ông Donald Trump thì đã trả lời cái vụ này uh, trong lúc vận động tranh cử. Ông bảo là it's like this, tức là nếu mà cần phải uh, bồi thường thì không đáng bao nhiêu so với tài sản của ông cả. Và ông còn nói rằng đây là một cái âm mưu chính trị của một thẩm phán gốc người Mexico nhằm chống lại ông. Vì thẩm phán này sinh tại tiểu bang Indiana nhưng mà cha mẹ là di dân Mexico đã không trực tiếp trả lời cái câu phê phán của ông Donald Trump. Phiên tòa xử ông Trump dự trù sẽ mở ra vào tháng 11 sắp tới đây, tức là ngay sau khi cuộc bầu cử tổng thống hoàn tất tại nước Mỹ. Thưa quý vị, từ hôm qua thì CNN và các đài truyền hình có chiếu một cái clip rất ngắn tài từ uh, cơ bắp tức là vai u thịt bắp Anosha Sneger và đã từng là ứng cử viên của uh, xin lỗi quý vị đã từng là thống đốc của tiểu bang California và có tham vọng trở thành ứng cử viên tổng thống Mỹ ông Anosha Sneger tuần lễ vừa qua đi qua Nam Phi chơi cùng với gia đình và trong lúc một cái đoàn xe đang di chuyển thì ông đã bị một con voi khổng lồ rượt đuổi phải quay xe trở lại mà chạy ông đã nói với báo chí trong cái clip này ông bảo rằng đây cũng là một lời cảnh báo cho tất cả mọi người là phải chấm dứt giết voi để lấy ngà mà nếu có đi qua Nam Phi xem thì chỉ nên xem và chụp ảnh thôi chứ đừng bắn voi cẩn thận lắm cũng liên quan đến tin này thì ngày hôm qua chính phủ của tổng thống Barack Obama đã đưa ra một cái sắc lệnh hành tránh là cấm gần như là hoàn toàn với tất cả mọi việc buôn bán ngà voi trong nội địa nước Mỹ nhằm mục đích bảo vệ cái loại động vật đang có nguy cơ diệt chủng này. Ở trước đây thì ngà voi có thể được bán nếu nó được đưa đến Mỹ trước khi đã có lệnh là cấm bắn ngà voi, bắn voi thì các quốc gia Phi Châu và đồng thời phải chứng minh được rằng những con voi chết lấy ngà đó khi đem vào Mỹ là chết vì nguyên nhân tự nhiên chứ không phải là do con người bắn. Những quy định mới của bộ luật mới của nước Mỹ là hạn chế việc buôn bán những cái đồ cổ chẳng hạn như là những tượng hoặc là nghệ thuật mà làm bằng ngà voi hoặc là những loại nhạc cụ được làm với một cái cân lượng ít nhất là 20, 200 gram ngà voi. Loan đã báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi có chuyến viếng thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Bộ trưởng Tài tránh Jack Lew tại Bắc Kinh là một trong vài nước châu Á mà mức tiêu thụ nhà voi rất cao bởi vì người Tàu thì họ thích dùng ngà voi để làm vật trang trí hoặc là chạm trổ những cái ống tàu những cái vật dụng trưng uh, bày trong nhà. thì tư, vì hội đồng uh, tôn uh, bảo tồn động vật hoang dã của nước Mỹ nói rằng lệnh cấm của chính phủ tổng thống Barack Obama sẽ thúc đẩy cho cái việc uh, chấm dứt cái bắn uh, voi tại các quốc gia Châu Phi và Á Châu và cuối cùng phá vỡ các hoạt động buôn bán bất hợp pháp này. Và cuối cùng uh, trong một điểm tin ngày hôm nay là tin liên quan đến ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Thưa quý vị, ông Vương Nghị vẫn quen cái thái láo sược của một uh, chế độ độc tài cho nên đang gặp phản ứng không thuận lợi trong dư luận tại Canada. Nguyên nhân là xảy ra trong một cuộc họp báo hôm 1 tháng 6 vừa qua, tức là cách đây 2 ngày ngay tại thủ đô Ottawa của Canada. Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Canada là Stephen Dion, thì Vương Nghị đã bị một cô um, nhà báo của Canada làm cho tờ Politics là cô Amanda Connolly đặt một câu hỏi liên quan đến tình trạng nhân quyền của Trung Quốc, liên quan đến thái độ mà Trung Quốc đang muốn bành trướng lãnh thổ và hải phận ở khu vực Biển Đông và về trường hợp của một công dân Canada đã bị bỏ tù bởi vì chế độ Bắc Kinh cáo buộc họ làm gián điệp. À, thưa quý vị thì Vương Nghị nghe câu hỏi này đã nổi điên lên và chỉ mặt cô em um, ký giả Canada này nói rằng cô có biết gì về Trung Quốc không? Cô đã đừng từng đến Trung Quốc bao giờ chưa? mà cô đã nói như thế. Thì thưa quý vị, Ngoại trưởng Canada đứng cạnh Vương Nghị nhưng mà vì cái ngoại, nghi thức ngoại giao của một nước văn minh và có học cho nên ông Ngoại trưởng của Canada là Stephen Dion đã không thèm xen vào để mà ngăn chặn cái thái độ hỗn xược của Vương Nghị. Nhưng mà ngay lập tức thì cô ký giả này nói rằng đây là một vấn đề rất quan trọng và cô sẽ tiếp tục bảo vệ quan điểm đó. Bởi vì cô thấy rằng các ứng xử của nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc với các nhà báo và những người bất đồng chính kiến là không thể chấp nhận được. Trong khi đó thì một chính trị gia của Canada là Tony Clement nói rằng ông cảm thấy hoàn toàn bị xúc phạm trước lời trách mắng là phải nói là thiếu văn hóa của ngoại trưởng Vương Nghị đối với cô cây giả Canada. Ông Tony Clement cũng nói rằng ngoại trưởng Stephen Dion và chính phủ Canada cần phải lên tiếng để phản đối về cái thái độ này bởi vì Canada là một quốc gia tin tưởng và bảo vệ quyền con người. Ông còn nói rõ hơn, để cho một ngoại trưởng được mời đến đất nước Canada mà có một lối hành xử như thế là không thể nào chấp nhận được. Thưa quý vị, Vương Nghị cũng chẳng khác gì, phải nói đúng hơn là bậc thầy của đám lãnh đạo Hà Nội. Bởi vì chúng ta nhớ là cách đây vào khoảng được trên 10 năm khi mà Phạm Văn Khải là thủ tướng của chế độ Hà Nội qua New York họp báo thì có một um, ký giả người Việt Nam nêu được một câu hỏi liên quan đến nhân quyền thì Phan Văn Khải cũng đã nổi đoá lên mà còn thậm chí yêu cầu an ninh đuổi cái người ký giả ra khỏi phòng nữa. Thành thử ra người ta bảo rằng một chế độ độc tài mà muốn học để trở thành một chế độ có bộ mặt người khó lắm chứ không phải là dễ dàng, không phải là một sớm một chiều. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một niềm tin sáng thứ hai tuần tới.